Mến chào quý vị các bạn. Hôm nay Lai Châu xin chia sẻ cho quý vị cái cảnh khu máy nước của thành phố Nha Trang khi xưa này các bạn. Đây Lai Châu đang đi, đây là con đường đường số 1. Số 1 của khu máy nước này. Mấy cái khu này là anh cho vô chưa đi lần nào, không biết là nó sẽ ra hướng nào. Đường trong đây nó cũng lâu rồi, cũ rồi. Đường số 1 khu máy nước này các bạn. Không biết đi đường nào ra luôn á, cách đây không phải rồi, quẹo đây khu máy nước, có để chữ khu máy nước luôn, để chữ tên đường khu máy nước luôn không vậy. Đây nhiều hẻm nhỏ quá, rất là nhiều hẻm nhỏ. Đi thẳng này chắc là ra Lê Hồng Phong. Mình đi đây là mình sẽ đi còn lại xuống đường còn lại là đường Lạc Long Quân sao? Đây cũng Phố Phúc Tuấn hả? Cái này đường số 2 là cũng Phố Phúc Tuấn rồi rồi. Tên đường là đường số 1 khu máy nước, đường số 2 phố Phúc Tuấn. Cái địa chỉ từ xa xưa đến giờ rồi. Ra đây chắc có thể là đây là chợ Chồng Hổm quý vị. Đây chắc mình sẽ ra đường Lạc Long Quân. Ngay đường ray xin lửa luôn hả? Mình sợ con đường này lái vô chưa đi lần nào. Hôm nay ra đường ray xin lửa rồi. Bắt ngang qua đường đường Đề Bô.
đi ra depo này vậy. Qua miếng kia là đường depo rồi, ra đường ray rồi. Đây, dọc đây là đường ray xe lửa. Đường này cũng giống như mê cung thiệt, vòng vòng. Hồi nãy là mình đi mấy kia đường số 1 là có đoạn, à có đoạn là cung máy nước rồi kìa. Cung máy nước số 1 này. Đây đây ra lại chắc ra lại đường Lê Hồng Phong. Đứng đây nhìn thấy đường Lê Hồng Phong rồi. Là chỗ nãy rồi các bạn ơi. Đây thì có một súng rồi. Hồi nãy mình quẹt trái đúng không? Quẹt trái là đi quần ra lại depo được. Trái là rẽ qua depo được. Bây giờ mình ngược phải là đi ra lại làm quân rồi. Đoạn này bữa trước là Lan Chavo cũng có quay cho quý rồi quý vị xem rồi. Bán đồ ăn sáng rất là nhộn nhịp, rất là đông vui luôn đó. Mình quẹo qua đường Vạn Kiếp thôi nha mọi người. Đi thẳng, nếu như đi thẳng đây là mình sẽ về khu qua mấy bên kia, khu xóm mới, qua khu chợ xóm mới rồi là Ngô Gia Tự rồi vậy. Ngô Gia Tự, Nguyễn Hòn rồi khi xưa đó. Khu bên chợ xóm mới. Khu này rất là thoáng, đường xá rất là rộng rãi.
sẽ đi qua đường Âu Cơ nữa rồi. Lan cho vô xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mến chào quý vị.